trên kênh miền Tây ngày mới nha. Bữa nay là ngày chủ nhật 20 tháng 12 2020. Mình với bác Hai Vĩnh có chuyến đi Bến Tre ha. Thì như mấy video trước á, thì bác Hai Vĩnh đã giới thiệu rồi đó. Kênh mình nhận làm cho ba hộ gia đình ở huyện Chợ Lách, hệ pin 26 kW. Thì đường qua từ Long An mà qua Chợ Lách á, mấy anh em có đi ngang cái bến phà này gọi là phà Tân Phú ha. Chắc sông này là mình nghĩ là sông sông Hàm Luông ha, phà Tân Phú. Và kênh mình sử dụng 4 con inverter Rowatt, mỗi con 5 kg, và một con Hybrid 6 kg ha. Thì bác Tấn, bác Hai Vĩnh với bác Cộng đã có 3 chuyến đi qua đây rồi. Hôm bữa làm cũng rất là gấp cho nên là chưa có hoàn thành. Và hôm nay mình qua để hoàn thành cái công đoạn cuối cùng là cài máy ha, và giao giấy tờ cho chủ nhà. Trước mặt là bác Hai Vĩnh mấy anh em. Thì hôm bữa do trời tối quá mấy anh em làm không kịp, bữa nay mình qua mình làm trong một buổi sáng rồi cho nó xong mấy anh em. Thì thời gian tới còn có mấy ngày nữa, 10 ngày nữa là hết năm rồi. Và giá pin cũng như giá inverter nó tăng đột biến mấy anh em. Lý do thì mọi người biết rồi đó. Cho nên là trong thời điểm này anh em nào mà làm thì giá nó hơi cao, hoặc là ta chịu đựng, qua năm sau là hãy làm cho bình ổn giá lại là hãy làm nha. Mình theo cái kinh nghiệm của mình thì mình khuyên mấy anh em như thế. Nôn nóng làm ở trong năm nay giá pin nó quá cao, mấy cái kho bãi nó đẩy giá lên rất là nhiều. Buộc anh em mình phải tăng giá một chút, mà hiện tại mình chưa tăng mấy anh em, do pin ở trong kho mình vẫn còn, và mình lấy ra mình ráp pin đó giá cũ cho nên là chưa tăng, chứ những cái nơi khác nó tăng lên hết rồi mấy anh em, tăng rất là cao luôn. Và cái mình vừa biết là cái quyết định á, quyết định số 13 là vẫn chưa thay đổi mấy anh em, chưa có quyết định mới, cho nên là qua năm tới làm cũng được ha. Theo mình nghĩ là mình khuyên mấy anh em là qua năm tới làm cũng được, nó chưa có quyết định mới đó, ta cứ từ từ làm nha. Đây là bến phà Tân Phú, từ Long An qua Chợ Lách ha. Con sông rất là lớn luôn. Đi về miền Tây thì sông nước rất là nhiều mấy anh em, sông nước rất là nhiều. Phà cập bến rồi, mình tạm dừng cái video chút xíu, mình sẽ review tiếp mấy anh em xem mấy cái bộ quà lưới mà bác Tấn, bác Hai Vĩnh với bác Cộng đã hoàn thành mấy ngày trước á. Hoàn thành cái công đoạn mái nhà, công đoạn lắp ráp, còn cài máy thì chưa. Mới quà lưới tạm cho mấy chú mấy ngày nay xài thôi, chứ chưa có cài máy. Chào các bạn ha, bây giờ là 10 giờ sáng rồi nè. Mình đang đi qua phà lúc nãy đó, bây giờ mình đến nhà của anh rồi. Thì tủ điện, inverter với lại pin đó là mấy anh em mấy ngày trước đã làm rồi ha. Giờ mình review lại cho mấy anh em xem sơ sơ thôi. Thì tủ điện vẫn sử dụng cái tủ 8 kW giống như hôm trước nha. Thì ở đây mình đã hoàn thành đấu nối hết rồi, chống xét rồi luôn. Dây chống xét thì mới câu ra ngoài rồi. Inverter thì vừa hoạt động xong rồi, cài wifi cũng xong hết rồi mấy anh em. Inverter bọn mình vẫn sử dụng con Hybrid 6 kW. Đấy. Đây. Thì ở bên điện lực có yêu cầu bọn mình là lắp dây vào này kia đó như thế nào đó, thì mình đã sửa ok hết rồi. Đó. Nói chung là mỗi một điện lực mỗi nơi thì có ý kiến khác nhau mấy anh em, cho nên là không vừa lòng chỗ nào thì người ta sửa chỗ đó thôi, chứ không có vấn đề gì nha. Đấy. Thì ở đây mình quà lưới rồi cho nên là nó cháy đèn xanh đèn đỏ đầy đủ rồi đó. Con Hybrid ha, trong kênh của mình thì con Hybrid này thì đã gắn được mấy chục con rồi mấy anh em, rất là nhiều rồi đó. Mấy anh em cũng rất là quen thuộc cái con này ha. Inverter Hybrid bảo hành 6 năm nha. Tủ điện thì như cũ, tủ điện 8 kW, mà gắn ở đây thì chỉ có 6 kW thôi. Hai trin đấu nối hoàn chỉnh rồi đó. Giờ mình lên nóc nhà để review cho mấy anh em xem cái dàn pin mà bác Tấn với bác Cộng bắt xong rồi ha. Đây là dàn pin mà bác Tấn với bác Cộng làm rồi nè mấy anh em.
cũng mới làm rồi thôi, mới làm rồi ngày hôm bữa hôm kia thôi. Đó, thì đây là pin resale 440W ha. Thì thời điểm cuối năm này như mấy anh em biết đó, pin này là giá cả thị trường là cực kỳ ghê gớm luôn á. Đó, pin năng suất rất là cao ha. Công nghệ chia đôi tấm pin nè, 9+3 nha. Đó, 9+3 mấy anh em có thể đếm, 9+3 công nghệ chia đôi tấm pin H-cell nha. Đó, pin resale 440W trên thị trường thì pin này cực kỳ là hiếm ha, năng suất rất là cao nha mấy anh em. Loại này thì không có thua kém Canadian đâu nha. Mấy anh em nhìn thấy đó, bề mặt tấm pin là nhìn cũng biết rồi đó, thấy không? Đó. Và ở đây ta có 14 tấm resale 440W. Chia làm 2 trin ha, mỗi trin 7 tấm nha. Đó. Thì ở đây thì anh đèn pin này đang quay về hướng nam mấy anh em. Đó, mặt trời sáng nó mọc ở bên đó kìa. Đó, chiều thì lặn ở bên đây. Và dàn pin này thì nó nhận được cái ánh nắng từ sáng tới chiều luôn nha. Cho nên hứa hẹn là gia đình mình sẽ nhận được cái điện nhiều nhất nha. Đó, năng suất dàn pin thì mình hứa hẹn là sẽ cao, không bị khuất nha. Rải ở trên cái máy tiền chế nè. Đó. Mình đang ở chợ Lách Bến Tre nha mấy anh em. Đó, xung quanh khung cảnh này là toàn là vườn trái cây ha, 100% là trái cây ha, trong nhãn sầu riêng mít nè. Đó, cam rồi gì chanh gì đó, nói chung là trái cây rất là nhiều luôn nha. Anh thì ở sát đường Lộ Đan nè. Lúc nãy mình có chạy ra chợ Lách mua đồ, ở đây chạy ra chợ Lách đi đường tắt khoảng chừng 4 cây số rồi mấy anh em. Đó, thì ở đây là hoàn thành xong một hệ 6 ký cho anh mình nè. Anh mình là rể của chú Hai. Hôm nay mình làm cho chú Hai nè, chú Năm nè với anh rể này 3 bộ một lượt nha. Đấy. Thôi mình xin ngưng video ở nhà anh ở đây, mình qua nhà mấy chú nha. Đấy. Dàn pin resale 440W ha. Loại pin này thì năng suất là khỏi chơi ha. Đấy, không có thua kém Canadian mà cũng không có thua kém những cái loại pin nào khác. Đây là resale 9+3 ha, chỉ đổi tấm pin. Thị trường cuối năm mà giá pin này thì cực cao cho mấy anh em. Mình làm cho anh giá tốt được lý do là anh đã dặn mình rất là lâu rồi. Mình lấy pin này cũng lâu lắm ha. Với lại làm cái số lượng lớn cho nên là được giảm giá khá nhiều. Cho nên bộ này cũng giá cũng thấp thôi ha. Đấy, chứ còn thời điểm này thì thời điểm này mà bắt tay làm vô bộ này thì rất là đắt tiền mấy anh em. Pin này rất là chất lượng luôn nha. Anh em có thể nhìn lại nè. Rất là chất lượng, rất là phê luôn á. Còn đây là bây giờ là nhà chú Hướng Năm nè các bạn. Chú của cái anh hồi nãy đó, chú anh Thới nãy đó. Thì trước đây điện lực đã có làm một bộ quà lưới 5 ký rồi ha. Đấy. Điện lực sử dụng này, điện lực kêu công ty bên ngoài chứ không phải điện lực làm nữa. Sử dụng con INVT 5 ký nè. Và tủ điện thì làm thì cũng khá đơn giản thôi. Đó, quà lưới cái đây cũng 3-4 tháng rồi. Đó, chủ nhà thấy năng suất cũng ok cho nên là giờ tiếp theo là kêu bọn mình. Tới bọn mình ha, lần trước là một đơn vị nào đó ở Bến Tre nè. Còn bây giờ là bọn mình làm ha. Làm thì mình như mình đã giới thiệu đó, mình làm thêm 10 ký cho nhà chú Năm nữa. Thì bọn mình sử dụng hai con inverter RoWatt ha. Đó, như mấy anh em cũng thấy nè. Inverter RoWatt hai con. Đấy. Hàng RoWatt thì nó chất lượng như thế nào mấy anh em biết rồi ha, mình không cần phải giới thiệu thêm đâu. Hai inverter RoWatt. Mỗi con 5 ký. Thì điện lực có yêu cầu là kéo thêm cổng dây gì đó thì giờ mình kéo thêm cho đúng với yêu cầu điện lực, chứ thực chất là trước giờ bọn mình không có kéo cổng đó nha mấy anh em. Mình đi làm tất cả nhiều nơi rồi đó, như mấy anh em biết đó, thì bọn mình không có kéo thêm cái cổng dây đó. Cổng dây mát vỏ, thực chất những con inverter này mát vỏ và mát bên trong là cùng chung với nhau nha. Chúng ta mát bên trong là ok rồi, cổng mát bên trong đi đây nè mấy anh em, đi đường AC đó. Đấy, đi AC đó. Còn giờ kia mình kéo thêm thì mình kéo thêm thôi. Đấy, hai cây inverter RoWatt 10 ký tạo ra hệ 10 ký anh em. Inverter RoWatt thì nhìn rất là đẹp ha, chất lượng. Rất là lịch sự cho căn nhà của chúng ta luôn đó. Bác Hai Vĩnh đang hoàn thành một chút xíu công chuyện nữa mấy anh em, bàn giao chú còn cho xong luôn ha. Hôm nay mình cũng qua đây hết 2-3 lần rồi, mấy anh em qua đây chứ mình không có đi. Qua đây mấy lần rồi. Thì bữa nay thì qua cài máy cho nó xong luôn ha. Bàn giao luôn. Cái này dây điện luồn cho ống nước không hả? Ống nước trên ống nhà xuống nè. Nhìn cũng rất là nhiều dây điện luôn ha. Do có thêm cái hệ thống đã được nói làm rồi đó. Giờ thì mình làm thêm nữa cho nên nhìn nó hơi nhiều dây. Này đấy hả?
Hai tủ điện và hai con inverter thì vẫn được thực hiện như cũ nha mấy anh em. Inverter 5 kg thì nó chỉ có 2 trin thôi, 2 trin đó, và được thực hiện đầy đủ hết rồi đó. Bây giờ mình cắt phim một xíu để thực hiện kết nối wifi nha. Thì cái việc mà kết nối wifi mấy con robot á, 8 kg, 10 kg, 5 kg, 6 kg gì đó mấy anh em, thì mình thấy trên mạng nó chỉ thì giống giống nhau cả thôi. Mấy anh em có thể tự nghiên cứu trên mạng, mình không hướng dẫn trong video này nhé. SiphonSHI, SHI là gì nữa? Muốn nhớ cái tên này thì coi lại cái điện thoại của mình nè. SHINE, NE nè, SiphonSHI nè. Rồi chọn vô, có hình cái này nè, rồi cài đặt. Chà, chú xài cái điện thoại này cũng dữ ạ. À. Mà cái màn hình nó vẫn sáng vẫn ngon, nó chỉ bể mặt kính thôi. Cái này nó nguy hiểm nha, nếu mình chạm mình mạnh vô là nó sẽ hư màn hình đó. Nó ảnh hưởng tới màn hình, tại nó hư mặt kính dễ hư màn hình. Này là C5, chắc C5 quá. Con nó cho nó tôi thay mà C4. nó biết nó đi thay vô rồi. Đó, cài đặt xong rồi nó hiện lên là vô đăng nhập thôi, nhập hổm tài khoản đăng nhập có ghi đây rồi nè. Tự đâu nhớ nổi, lâu dữ hả, chạy lâu dữ hả. Này cài lâu quá. Rồi chạy lâu. Rồi sẽ coi lâu rồi ta. Chắc có phần mềm đó nó chạy không, nhóm chạy không? Chạy chứ. Điện thoại này có gì đâu, điện thoại này được. Chỉ có mấy iPhone nó bực mình, iPhone khó. Xem dễ xài hơn. Dạ, Samsung mình muốn cài gỡ đồ thoải mái. Còn kia phải có ID, cần không có ID gặp mình có nhớ đâu, mua lâu ngày quá đâu có nhớ. Khổ. Mỏi tay quá vậy. Đợi lâu giờ bấm Đi tạm ngưng nãy đi, giờ bấm máy luôn nó quay tiếp, nó không có bị mất. Rồi bấm mở. Cái lướt qua. Try it now nè. Rồi, chơi vô. Thắng 1. Network gì quán tiêu rồi. Network là như thắng. Ơi, không có dấu cách. Thắng 2008. Biết phải vô, trật cái tầm lõi. Vô nè. Rồi lăn coi rồi xong rồi hả, chú vô ráo nè, nè của chú nó ok hết nè, coi 2 trình nó đầy đủ chưa, nó vô vậy thì nó đã xong hết rồi nè, on battery gì nè là vô coi hết nè, 134 400 mấy này ok giờ tao bây giờ cúp vào được nha. Rồi rồi chưa, cúp được chứ. Ủa cúp vào làm gì chú, điện tử. À vậy hả? Ừ. Ok, 2 trình đầy đủ. Rồi đúng không? Mình trở lại với mấy anh em trên kênh ha. Thì như hồi nãy mình đã giới thiệu rồi đó, thì hôm nay mình với anh Hai Vĩnh qua để hoàn thành 5 bộ quà lưới của ba chủ nhà ở bên Chợ Lách nhé. Thì ở đây là nhà của chú Phốp, chú Phốp à, hai hai Phốp hả chú? Dạ, ở xã nào chú? Dạ dạ ở ấp Long Vinh, xã Long Thới. Thì chú rất là thích năng lượng mặt trời luôn ha. Chú vừa lên khảo sát dàn pin nè. Trước đây chú có lắp 5 kW pin rồi các bạn, do một đơn vị khác thực hiện đó, ở dưới đó đó. Pin Canadian 365W đó, lắp trước lên đó rồi. Còn sau này thì chú nhờ bọn mình đến làm thêm 10 kg nữa các bạn. Mình lần này làm cho chú pin
Resell 430W ha. Loại này là hai mặt kính nha. Công nghệ chia đôi tấm pin mono hát cell nha. Đó thì anh em mình đã lắp rồi. Giống như video trước các bạn thấy đó, bác Tấn với bác Cộng đã làm xong rồi. Đấy, làm ở dưới đó đây. Nguyên một dải pin ở dưới đó ha, thì chú chủ nhà hỗ trợ bọn mình làm cái khung sắt rồi nha các bạn. Đó, khung sắt ở dưới đó, chúng ta chỉ ốp lên thôi. Đấy, và ở trên đây nữa nha. Ở đây mấy anh thợ anh làm cái sắt phi 34 ha. Bọn mình vẫn sử dụng cái kẹp U vào được nha, phi 34, kẹp U 44 này chúng ta vẫn kẹp được. Rất là ok ha, rất là cứng cáp luôn. Đây là công trình của bác Tấn với bác Cộng với bác Hai Vĩnh làm cách đây mấy ngày các bạn. Còn mình thì mấy ngày trước không có đi được. Đấy, thì tổng cộng hiện tại chú Phớp có là 15 kW. Điện lực trong thời điểm này điện lực hết cho lắp nữa rồi. Do quá tải. Dạ, do quá tải đường dây các bạn, chứ không phải là gia đình thì còn muốn lắp nữa đó, nhưng mà đường dây thì quá tải rồi. Đấy. Còn ở bên kia là nhà chú Năm. Chú Năm là em của chú Phớp. Dạ. Đó, bên bển thì anh em mình cũng làm một cái hệ. Dạ, cũng 10 kg giống bên đây luôn. Và trước đó thì chú cũng có lắp một hệ rồi, cũng giống bên đây luôn các bạn. Y chang như vậy. Đó, cái nhà kế bên này. Dạ, vậy là cái khu này là gia đình ta là chắc nhiều pin nhất rồi đó. Chưa. Dạ, chưa ai lắp hết. Mà do ở quê này thông thường một khu đất rộng nó mới có một cái trạm biến áp, cho nên là mình lắp rồi là mấy hộ khác hết lắp được rồi. Chứ còn ở mấy khu vực thành thị chứ trạm biến áp đầy nhóc hết trơn à. Nó cho lắp nhiều lắm. Dạ, hết cho nữa rồi. Đây cũng là cái khó khăn của điện lực, nó cũng không muốn vậy đâu, nhưng mà đều buộc phải vậy, tại vì cái trạm biến áp thì như vậy thì phải chịu rồi. Đó, bên nhà chú Năm cũng có nguyên một vàng pin. Anh em cũng mới ở bên kia và chỉnh xong rồi, cài máy ở bên nhà chú Năm xong rồi. Mới qua nhà bên chú Phớp nè. Đó. Anh em nhìn lại vàng pin mà mình đã từng quảng cáo rất là nhiều lần ha. Pin Resell hai mặt kính ha. Công nghệ chia đôi tấm pin H-cell nhé. Dạ, 430W. Cái loại này thì hứa hẹn là năng suất rất là cao luôn. Mình tự tin là pin Resell hai mặt kính năng suất rất là cao. Còn pin Resell mà cái 440 hoặc là 450 á thì nó một mặt kính thôi, và nó bù lại được, nó không có hai mặt kính, nhưng mà nó bù lại được là nó chín bít bài. Cái loại mà của anh rể á, anh Thơi nãy á. Dạ, nó chín bít bài, nó cũng chỉ đôi tấm pin, nó y chang như tấm Canadian vậy đó. Công nghệ nó mới, năng suất thì nó chắc nó cũng tầm tầm đó thôi, tại vì nó giờ nó sản xuất là nó phải cân đối hết à, đối phù hợp. Mấy nhà mình xem lại mấy nhà của các mấy chú ha, lâu qua chợ lách một chuyến, hôm nay chưa có đi chợ lách lần nào đó. Nhà chú Năm, nhà chú hai Phớp nè, ấp Long Vinh, xã Long Thới nha. Chú ra khảo sát dàn pin này mấy năm, chú rất là thích năng lượng mặt trời. Điện lực không cho chứ cho chú lắp nữa. Dạ đúng rồi, cái đó chắc là tháng mấy tháng tới này mặt trời đi đổi hướng đỡ hơn chú. Dạ lúc này đi hướng này hơi bị khuất. Hồi sáng thì nó không bị hả chú? Dạ. Bị khuất vậy chứ bị thiệt hại hết mớ. Dạ, thiệt hại. Này là thiệt thòi của cái nóc nhà nè các bạn. Đó, nó bị che khuất ha. Các bạn thấy đó, bóng mát ở dưới đó. Mát hết một miếng. Cái này là bất đắc dĩ thôi. Mình cũng hết cách rồi, chỉ còn có thể đưa những cái dàn sắt cao lên nữa, nhưng mà cao lên quá thì nó hiu cái dàn pin lắm. Cao lên tới đây luôn thì nó hiu lắm, không ổn. Đó, chỉ có thể vậy thôi. Nếu mà đưa lên sắt nữa thì nó rất là phức tạp. Dạ, dời qua. Cái đó còn dời được đó chú, cái hàng dưới đó mình đẩy xuống miếng kia luôn. Dạ. Cái này giờ chắc mình đợi vài năm nữa nó hết bảo hành đó chú, rồi tự mình mần luôn á. Dạ, tự mình tháo ra rồi mình kêu thợ. Dạ, mần lại 12 năm. Lâu quá hả? Dạ. Kệ, chịu thất thoát chút xíu. Dạ. Có nhiều chỗ nhà lầu đồ á chú, là còn thiệt hại hơn nữa. Nhà lầu của nhà của người ta đó, giờ mình biết làm sao vậy?
nó che qua thua. Mình còn không né được nữa nhà ta. Dạ. À, chú chịu chơi luôn các bạn, chú gạt bỏ cái miếng xi măng này luôn ha, thằng cho nó không có bị che khuất đó mình. Dạ, tính ra chú chịu chơi dữ luôn á. Dạ, gạt luôn. Bây giờ nó cắt á chú, chứ nó không có đập, cắt cho nên không ảnh hưởng hết. Dạ, cắt. Đập nó văng là nó bể tùm lum nát tan. Cắt hả chú? Nó cắt từ từ. À, trở lại với các anh em trên kênh ha. Bây giờ là 3 giờ. Thì mình vẫn còn đang ở nhà chú Hai nè. Chú Hai nãy mình review á mấy anh em. Chú Hai thì giống như chú Năm vậy ha. Hai chú đã làm một bộ INVT nè. 5kW gắn sẵn ở đây nè. Do một đơn vị khác thi công nha. Đấy. Đó, INVT nè. Còn lần này thì hai mấy anh em mình qua làm cho chú Hai cũng như chú Năm cái bộ đây rồ quát. À, con rồ quát thì cuối năm này thì con rồ quát 5kg, 6kg, 8kg nó lên giá ghê lắm nha mấy anh em. Nhưng mà ở đây hàng mình đã nhập về cho mấy chú cũng lâu rồi cho nên là mình vẫn giữ giá cũ cho mấy chú ha. Rồ quát thì nó chất lượng như thế nào, đẹp như thế nào thì mấy anh em biết rồi. Đấy, mình review sơ cho mấy anh em xem. Hai con rồ quách thì rất là đẹp ha, loại 5kg này nó tròn nó như cái trứng á, kiểu rồ quách trứng á, người ta hay nói vậy mấy anh em. Đó, rất là đẹp ha, lịch sự nè. Hai tủ điện thì bắt tấn với bắt cộng bữa bắt nè, cũng cân đối luôn ha. Thì rồ quách này do điện lực á, nó chỉ cho chúng ta lắp được 5kg thôi, chứ rồ quách 5kW này á chúng ta có thể lắp được 6kg mấy pin nha mấy anh em, nhưng mà ở đây điện lực không có cho phép, nó cho mình lắp được 5kg pin thôi. Thì mình lắp 5kg 1, 5kg 2 chút đỉnh như thôi, chứ không ló nhiều quá không chịu nha. Đấy. Thì, tất cả đều ok hết rồi. Nãy giờ thời gian hơi lâu, từ khi mình trên nóc nhà xuống khoảng thời gian hơi lâu, lý do là mình gặp rắc rối một chút về wifi mấy anh em. Đó, mình cài thì nó hơi bị trục trặc, mà mình sửa thì nó hơi lâu. Đó, thì bây giờ đã chạy ok hết rồi, quả lưới ok rồi, nó hiển thị trên điện thoại ok hết nha. Đó, thì con rồ quát thì chạy rất là ổn định và yên lặng, nó không có tiếng ồn nha. Một số anh gắn ở phòng khách anh sợ nó gây ra cái tiếng ồn rồi phiền mọi người, không có nha. Đó, nó rất là êm ái luôn, và nó trang trí cũng tốt nữa, nó đẹp á. Đó, theo mình là rồ quát này là inverter đẹp nha. Đó, con Inventec thì đỏ đỏ, nhiều anh không thích đỏ đỏ, anh thích trắng trắng là đẹp hơn. Đó, mấy anh em nhìn lại nè ha. Đó, con rồ quát 5kg nha. Đó, thì bây giờ cũng cuối ngày rồi, mình cũng tạm biệt mấy anh em trên kênh nha. Hôm nay thì mình với bác Hai Vĩnh qua bên chợ Lách Bến Tre để hoàn thành một con Hibontech và 4 con rồ quát ha. Gia đình chú Hai, chú Năm với lại anh Thơi, anh rể con của chú Hai. Đó, thì chú Hai nãy giờ đợi tụi mình làm cũng rất là lâu luôn mấy anh em. Và chú Hai cũng rất là mệt luôn, mới nằm nghỉ ra nè. Chú Hai có lời gì nhắn gửi cho mấy anh em ở trên kênh chú Hai về vấn đề lắp pin mặt trời nè. Tôi thấy thì bây giờ của cái hệ của chú Thắng đó, tôi thấy ok quá rồi. Dạ, cảm ơn chú. Ok quá, thấy khoái lắm. Dạ. Hôm đó là cũng nôn nóng. Dạ. Lắp cho rồi tôi kịp trong năm, mà hôm nay thấy là kịp rồi. Dạ. Thì chào anh em hết. Dạ, chú Hai nãy giờ cứ tiếc nuối rồi các anh em. Có nghĩa là điện lực nó không cho lắp thêm chứ phải cho làm nữa ha. Mình cho, phải cho bị hết rồi. Dạ. Nó cho tôi làm nữa, tôi hai anh em tôi làm đây rồi, đường dây này là người ta không còn ai làm được nữa. Dạ. Mình không cho mình làm nữa chứ phải. Chú Hai quyết định làm để dưỡng già mà làm được 3 bộ vậy là hết được rồi mấy anh em. Đó, thì những địa phương khác mà anh em mà có khả năng mà lắp được á, cứ lắp đặt mặt trời ha, tự tin làm, chứ nhiều anh em không biết là sợ là hư hao. Dạ, cô chào mấy anh em ở trên kênh cô. Dạ, rồi, mọi chuyện ok hết rồi, mình chào mấy anh em trên kênh. Mình với bác Hai Vĩnh về để còn gặp mấy ông khách ở nhà nữa. Chào mấy anh em trên kênh nha, chào tạm biệt mấy anh em nha. Bác Hai Vĩnh chào nè.